Trong đầu tư chứng khoán, PE là một chỉ số định giá rất quan trọng và được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm để ý đến. Thì chúng tôi thấy rằng chỉ số PE này là một trong những chỉ số định giá thực sự mà hiệu quả nhất và được áp dụng rộng rãi nhất đối với đầu tư. Vậy thì cái việc áp dụng như thế nào hay hiểu rõ về PE ra sao thì không phải ai cũng hiểu, mà thậm chí rất nhiều người hiểu sai về cái chỉ số PE này áp dụng vào trong đầu tư. Vì thế cho nên hôm nay AZFIN Việt Nam sẽ đưa ra cái đánh giá về định giá PE một cách gọi là đỉnh cao luôn trong cái đầu tư cổ phiếu. Làm sao để cho chúng ta áp dụng cái chỉ số PE này vào hiệu quả nhất? PE là gì? Đó, thì PE là viết tắt của cái từ Price trên on earning per share, tức là cái giá cổ phiếu trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu. Thì đây là chỉ số trong định giá cổ phiếu, hay có thể nói là định giá doanh nghiệp cũng được. Thì nó tính bằng giá thị trường của một cổ phiếu chia cho lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Hoặc cái cách tính của AZFIN Việt Nam hay làm nhất để tránh việc sai lầm, đó là chúng tôi lấy vốn hóa thị trường chứng khoán của doanh nghiệp chia cho lợi nhuận sau thuế của toàn bộ doanh nghiệp đó, tức là giá của cả công ty chia cho lợi nhuận của cả công ty. Thì nó cũng tương tự như giá của một cổ phiếu chia cho lợi nhuận của mỗi cổ phiếu mà thôi. Nhưng mà trong quá trình tính toán EPS của các doanh nghiệp thì các trang web rất dễ bị sai, và rất nhiều người bị nhầm lẫn, đặc biệt là trong những cái giai đoạn mà người ta mới chia cổ phiếu trong khi kết quả trên các trang web chưa cập nhật. Thế thành ra nó làm cho cái chỉ số này sai. Bên cạnh đó, cái việc tính EPS của các trang web cơ bản là đúng ở những trường hợp thông thường, còn những trường hợp đặc biệt họ đều bị sai. Bởi vậy, cái cách tính PE chuẩn xác nhất đối với AZFIN Việt Nam đó là bằng vốn hóa thị trường chứng khoán của doanh nghiệp đó chia cho lợi nhuận sau thuế của toàn bộ doanh nghiệp đó. Thì cái PE đó nó cho biết là cái giá hiện tại trên cái lợi nhuận sau thuế 4 quý gần nhất hay 1 năm của doanh nghiệp ấy là gấp bao nhiêu lần. Và cuối cùng cái chỉ số PE ấy nó cho biết doanh nghiệp ý, cổ phiếu ý đang được định giá đắt hay là rẻ. Vậy cái vấn đề ở đây chúng ta cần phải quan tâm, đó là PE như thế nào là đắt, là rẻ. Thì với nhiều năm đầu tư trên thị trường, chúng tôi cũng áp dụng PE một cách nhuần nhuyễn và không thiếu một góc cạnh nào. Thì rút ra một cái kết luận rất đơn giản như sau: nếu mọi thứ không khác nhau giữa hai cổ phiếu thì cổ phiếu nào có PE thấp hơn là cổ phiếu rẻ hơn, cổ phiếu nào PE cao hơn là đắt hơn. Còn đối với mỗi một cổ phiếu, nếu nền tảng cơ bản hiện tại, quá khứ và tương lai tương đương nhau chẳng hạn, thì PE lúc nào thấp là rẻ, còn lúc nào cao hơn trung bình nhiều là đắt. Đó là giải thích PE thế nào là đắt, thế nào là rẻ. Vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp theo nữa, PE phụ thuộc vào những yếu tố nào? Đầu tiên, đối với PE của toàn bộ thị trường đã, đây là cái biểu đồ PE từ năm 2006 đến năm 2021. Đến 2021. Chính xác là đến cái ngày mùng 1 tháng 6. Thì PE của VN Index đây. VN Index chính là chỉ số HOSE của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là toàn bộ các cổ phiếu ở Việt Nam. Thì lúc cao, đỉnh cao nhất là vào cuối 2007. Thì chỉ số PE này nó đã lên đến khoảng 45,5 lần. Và cái giai đoạn cao thứ hai là vào năm 2009 và năm 2018. Nó khoảng độ 22,5 đến 23 lần. Và PE hiện tại khoảng 18,3 lần. Thì đây là dữ liệu lấy trên Bloomberg, tương đối chính xác. Thì đối với chỉ số VN Index, PE thì phụ thuộc vào cái gì? Tức là PE của toàn bộ thị trường chứng khoán
toàn bộ cái chỉ số VN Index thì nó bằng vốn hóa thị trường của toàn bộ cái VN Index này là bao nhiêu tỷ đô, chia cho tổng lợi nhuận ở dưới mẫu là bao nhiêu tỷ, thì nó ra cái chỉ số PE của cái thị trường. Đó, tương tự như vậy, PE của VN30 đấy bằng vốn hóa của toàn bộ 30 doanh nghiệp ý, chia cho lợi nhuận sau thuế của toàn bộ 30 doanh nghiệp ý cộng lại trong 4 quý gần nhất. Thì chúng tôi nhận thấy rằng về dài hạn thì cái chỉ số PE này đầu tiên phải phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Nó biến thiên theo chu kỳ kinh tế. Nếu mà kinh tế mà suy thoái trầm trọng thì chỉ số PE về còn rất thấp. Thậm chí ở cái giai đoạn năm 2009, cuối đầu 2009 thì PE của thị trường có lúc về đến khoảng độ gần 8 lần. Đúng không? Hay là giai đoạn khủng hoảng đáy kép cuối 2011 đầu 2012 thì PE cũng về khoảng 8 lần. Rồi là cái giai đoạn suy thoái do Covid đầu năm 2020 thì PE về đâu đó lúc ấy khoảng hơn 11 lần. Và hiện nay PE là 18.3 lần. Tương tự như vậy, lúc kinh tế thăng hoa hồi 2007 thì PE lên đến 45 lần. Rồi là 2009 khi nền kinh tế được bơm một gói cứu trợ nhiều tỷ đô thì PE có lúc lên đến 22 lần. Rồi là đến năm 2018, tức là kinh tế phát triển một cách rực rỡ thì PE thậm chí lên đến gần 23 lần. Và hiện nay PE như tôi vừa nói đó là 18 lần. Đó là phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế. Kinh tế yếu hoặc được dự báo yếu thì PE sẽ thấp. Ngược lại, khi kinh tế dự báo là sẽ tăng trưởng phát triển tốt thì PE sẽ cao. Đó, sẽ cao. Tiếp theo, PE còn phụ thuộc vào yếu tố lãi suất. Khi lãi suất cao thì yêu cầu lợi nhuận đầu tư sẽ cao lên. Rồi là kênh gửi ngân hàng sẽ cạnh tranh mạnh với kênh cổ phiếu. Rồi là doanh nghiệp khi vay nợ nhiều, lãi cao thì sẽ giảm lợi nhuận. Vì đó, vì thế PE của thị trường sẽ giảm, sẽ thấp. Minh chứng rất cụ thể năm 2012, 11, 12. Khi đó lãi suất ngân hàng có lúc lên đến 20%. Lạm phát lên đến khoảng 23%. Thì cái PE của thị trường về rất thấp, mức dưới 10. Dưới 10. Và gần đây, khi mà lãi suất thấp thì PE hiện nay cho dù kinh tế chưa tăng trưởng trở lại rõ ràng thì cũng đã lên đến 18-19 lần. Tiếp theo, yếu tố thứ 3 mà ảnh hưởng đến chỉ số PE đó là tăng trưởng kết quả kinh doanh. Khi người ta cho rằng kết quả kinh doanh của tương lai sẽ tăng trưởng rất tốt thì người ta sẵn sàng trả PE rất cao chưa? Bởi vì khi kết quả kinh doanh ra tốt, PE tự nó hạ xuống do cái lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp tăng, tức là cái mẫu tăng thì cái tử nó tự hạ, cái tử chia mẫu nó tự hạ xuống. Và yếu tố thứ tư là phụ thuộc khá nhiều vào tỷ giá và dự trữ ngoại hối. Vì sao lại vậy? Vì khi tỷ giá và dự trữ ngoại hối mà ổn định, thu hút FDI tốt, dự trữ cao, bớt biến động thì chúng ta có thêm cái nguồn ngoại lực vào trực tiếp thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó còn có nguồn ngoại lực vào nền kinh tế để giúp tăng trưởng kinh tế tốt. Thì nó cũng sẽ giúp cho PE cao hơn nếu nó ổn định. Còn ngoại hối mà tăng trưởng đột biến chẳng hạn thì nó sẽ không kích thích cái sự tăng PE của thị trường. Còn trong ngắn hạn thì cái chỉ số PE của thị trường phụ thuộc vào thứ nhất, tâm lý đám đông. Khi người ta ào ạt đổ tiền vào thị trường chứng khoán thì đẩy chỉ số lên cao thì PE sẽ lên cao. Với thứ hai, nó phụ thuộc vào các cái câu chuyện, ví dụ câu chuyện nâng hạng, câu chuyện XYZ vân vân, nó có thể làm cho PE tăng rất là mạnh. Vậy đối với các doanh nghiệp thì sao? Thì chúng tôi nhận thấy rằng PE đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như sau. Đầu tiên đó là phụ thuộc vào vị thế của doanh nghiệp. Ở trường hợp này, ví dụ Vietcombank và Techcombank, hai doanh nghiệp đều có vị thế đầu ngành trong cái lĩnh vực ngân hàng. Rõ ràng định giá PE của hai ngân hàng này nó sẽ cao hơn so với các cái ngân hàng kém triển vọng hơn. Kém triển vọng hơn, đuối hơn, không có vị thế bằng. Nếu các cái ngân hàng nhỏ xíu kia kém hơn rất nhiều mà lại có PE cao hơn hai cái ngân hàng này chẳng hạn, thì cho thấy là những ngân hàng đó đang bị định giá rất đắt. Và chúng ta hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận, đúng không ạ? Và tương tự như thế, khi vị thế của tập đoàn FPT nó ngày càng gia tăng thì định giá PE của nó cũng tăng theo.
Anh theo. Ngược lại, một số cái doanh nghiệp, ví dụ như FRT, FPT Shop hay một số doanh nghiệp khác mà vị thế nó bị suy giảm thì dĩ nhiên định giá PE nó sẽ giảm xuống rất là mạnh. Tiếp theo, cái yếu tố PE phụ thuộc tiếp theo là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai của doanh nghiệp. Ở trường hợp này chúng tôi lấy ví dụ tập đoàn Hòa Phát. Người ta dự báo rằng lợi nhuận của Hòa Phát năm 2021 có thể đạt khoảng độ 33 đến 35 ngàn tỷ lợi nhuận sau thuế, so với mức chỉ là 13.500 tỷ năm 2020. Như vậy tăng trưởng gọi là hơn 150%. Khi đó, do kỳ vọng tăng trưởng mạnh, người ta sẵn sàng đẩy cái PE của cổ phiếu lên rất cao. Ví dụ như Hòa Phát PE bây giờ đã là 15-16 lần. Nó gọi là cao nhất trong lịch sử và cao gấp khoảng 1,5 lần so với mức cao trong quá khứ. Đó là người ta kỳ vọng vào một sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ và tốt. Hay là ngược lại, ví dụ cổ phiếu Vinamilk, trong quá khứ nó tăng trưởng rất tốt, người ta sẵn sàng trả PE nó cao dần. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, tăng trưởng của Vinamilk rất chậm. Thậm chí kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 của Vinamilk còn suy giảm, thì người ta cho rằng cái Vinamilk không còn động lực tăng trưởng mạnh nữa. Bởi vậy PE của Vinamilk đã giảm rất mạnh. Có lúc đỉnh cao PE lên đến 28, 29 lần, 30 lần. Nhưng hiện nay PE Vinamilk còn có hơn 18 lần thôi. Đó. Thì đấy là nó ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng. Tương tự như thế, nếu Hòa Phát trong tương lai tốc độ tăng trưởng chậm, thì PE không còn 10 năm nữa, nó về 10, về 8 là chuyện bình thường. Tiếp theo, đó là giai đoạn phát triển. Giai đoạn phát triển. Thì ví dụ ở đây là trường hợp FPT. Cái giai đoạn 2010 đến 2013-14 thì FPT là giai đoạn đang gọi là loay hoay, sửa chữa những cái sai lầm đa dạng hóa trong quá khứ. Thế do đó định giá PE của nó giai đoạn đó rất rẻ, chỉ từ 6 đến 8 lần mà thôi. Tuy nhiên từ năm 2015-16-17 thì FPT dần dần thoát khỏi cái việc đa ngành một cách gọi là không có trọng điểm. Thì PE dần dần nó sẽ được nâng dần. Và đến nay khi FPT trở thành một công ty thuần về viễn thông và công nghệ, chuyển hẳn các cái mảng bán lẻ và phân phối ra, thì FPT được nhìn nhận lại với một cái giai đoạn phát triển mới. Đó là phát triển công nghệ, phát triển viễn thông. Thì khi đó FPT có được cái sự tăng trưởng ở giai đoạn này mạnh hơn. Vì thế PE của nó sẽ cao hơn so với chính nó trong quá khứ. Vì thế cho nên chúng ta mới thấy PE của FPT hiện nay đã hơn 20 lần, trong khi quá khứ nó rất hiếm khi trên 10 lần. Đó là cái giai đoạn phát triển. Hay là Vinamilk cũng thế, ở cái giai đoạn tăng trưởng nhanh thì PE sẽ cao hơn, còn giai đoạn chậm và suy giảm thì PE sẽ thấp hơn rất nhiều. Tiếp theo, sự yêu thích của nhà đầu tư cũng giúp cho PE nó điều chỉnh. Trước năm 2018, 2016 đổ về trước, 17 đổ về trước thì các công ty bất động sản công nghiệp thì không được sự yêu thích. PE cực thấp, thậm chí chỉ có 3 lần. Tôi lấy ví dụ như là cái con IDG của ở Vĩnh Phúc chẳng hạn. Đó là một cổ phiếu bất động sản công nghiệp tuyệt vời luôn. PE nhiều năm liền chỉ bởi được trả với PE bằng 3 lần, 4 lần. Hay NTC chẳng hạn, trước khi có sự tăng trưởng phi mã đến 5-7 lần, gần chục lần thì cái cổ phiếu NTC này PE trả rất thấp, lúc nào cũng chỉ 4 lần. Nhưng mà khi người ta yêu thích nó hơn thì PE của lĩnh vực bất động sản công nghiệp này thậm chí lên mười mấy lần. Nó dựa vào cái sở thích của nhà đầu tư trong mỗi một giai đoạn. Cũng giống như ngày trước, khi người ta yêu thích cổ phiếu Vinaconex hay Sông Đà, người ta sẵn sàng trả PE rất cao. Nhưng gần đây sự yêu thích nó không còn nữa thì PE sẽ rất thấp. Bên cạnh đó tất nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa, không hẳn là sự yêu thích. Quý vị lưu ý như vậy nhá, nhưng mà tôi nêu ra đây là một mặt. Tiếp theo về Vinamilk cũng thế. Hồi 2010 về trước thì Vinamilk không được yêu thích, do đó PE nó rất thấp. Từ 2011, 12, 13 dần dần Vinamilk trở nên ngày càng phổ biến, người ta ngày càng yêu thích, ai cũng nói đến Vinamilk, nhà nhà nói đến Vinamilk, người người nói đến Vinamilk. Bởi vậy cho nên định giá PE của Vinamilk đã tăng dần lên rất cao, và đỉnh điểm là năm 2017-18 khi Vinamilk bán cổ phần cho đối tác Singapore. Sự yêu thích nó lên đến đỉnh điểm và PE lúc ấy lên đến 30 lần. Tuy nhiên, gần đây do Vinamilk không còn tăng trưởng nữa, giá không còn tăng nữa, người ta đã dần dần chán dần. Ngay cả các nhà đầu tư nước ngoài nhiều người cũng tung ra bán.
Thế thành ra khiến cho cái cổ phiếu Vinamilk này có cái sự yêu thích nó đã giảm dần, nhạt nhòa dần. Vì thế cho nên định giá PE Vinamilk đã giảm từ mức 30 đến nay chỉ còn khoảng độ 19 lần. Nếu mà cái mức độ không yêu thích tiếp tục diễn ra thì nó có thể giảm thêm. Có thể giảm thêm. Hay là cổ phiếu FPT cũng thế. Năm 2016-17 chúng tôi đi khuyến nghị tất cả các quỹ, rất nhiều quỹ, ai cũng chê FPT và cổ phiếu này thì ai đầu tư làm gì. 2018-19 chúng tôi đi tiếp tục khuyến nghị, họ cũng chê, ôi thằng này chỉ ra công vớ vẩn thôi, đầu tư làm gì. Nhưng từ đầu năm 2020 tất cả mọi người, tất cả các quỹ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn về FPT. Họ trở nên yêu thích cái cổ phiếu này một cách kỳ lạ. Thế thành ra khi cuối 2020 chúng tôi đi trao đổi thì người ta lại nói một câu như này: FPT là một cổ phiếu không thể thiếu trong danh mục đầu tư của các quỹ. Và chính nhờ sự yêu thích đó, bên cạnh những cái yếu tố khác như doanh nghiệp có tiến triển tốt hơn, thì cái định giá PE của FPT đã tăng một mạch từ mức 8 lần lên đến 20 lần hiện nay vào tháng 6 năm 2021 này. Thì tất nhiên mỗi yếu tố một tùy, nhưng mà cái yếu tố tăng trưởng và yếu tố giai đoạn phát triển của FPT thì nó không đủ giúp cổ phiếu này tăng lên 20 lần. Mà cái yếu tố thêm nữa đó là sự yêu thích. Sự yêu thích về cổ phiếu. Tiếp tục, vậy thì ứng dụng cái việc PE này vào để trao đổi với quý vị vì sao Vinamilk giảm. Thì như chúng tôi trao đổi ở trên đây, cổ phiếu Vinamilk từ năm 2017 đến năm 2021, 4 năm qua đi ngang. Thậm chí nó lên đỉnh và nó giảm rất mạnh đây, coi như 4 năm qua đi ngang. Nguyên nhân rất rõ, đấy quý vị có thể thấy. PE hồi 2011 12 của Vinamilk tương đối thấp. Và đến đỉnh điểm là cuối 2017 đầu 2018 nó lên đến 30 lần. Nhưng mà vì doanh nghiệp này không còn tăng trưởng và cái sự yêu thích về nó đã bớt đi rất nhiều. Chính vì thế PE của cổ phiếu này đã giảm từ 30 lần đỉnh điểm xuống bây giờ còn có 19 lần. Đúng không? Trong khi lợi nhuận nó thì không tăng. Chính vì thế cho nên giá cổ phiếu của nó dĩ nhiên là phải giảm và đi ngang. Đấy, câu hỏi đặt ra mà quý vị quan tâm giờ là cổ phiếu Vinamilk đã hấp dẫn chưa, liệu đầu tư lâu dài được không? Thì cái câu hỏi này thì chúng tôi cho rằng thực ra Vinamilk vẫn là một doanh nghiệp tuyệt vời hàng đầu, nhưng mà tăng trưởng nó thì quý vị đừng nên kỳ vọng nhiều, nó sẽ có thể tăng trưởng nhưng rất ít. Chính vì thế cho nên quý vị mua theo hình thức cổ tức và lợi nhuận của quý vị yêu cầu một cách vừa phải thì vẫn có thể tham gia vào Vinamilk. Tuy vậy quý vị cần một cái sự tăng trưởng mạnh mẽ, đột biến trong kết quả kinh doanh và cái lợi nhuận đầu tư cổ phiếu thì cổ phiếu Vinamilk không phù hợp với quý vị. Tiếp tục, vì sao cổ phiếu, giá cổ phiếu Techcombank lại tăng mạnh như thế này? Đúng không? Chúng ta nhìn thấy giá cổ phiếu Techcombank tăng rất mạnh, tăng hơn 3 lần từ đáy hồi tháng 3 năm 2020. Đó, tăng hơn 3 lần. Đúng không? Nguyên nhân rất đơn giản. Đó là cổ phiếu Techcombank. Thứ nhất là họ đang có sự tăng trưởng kết quả kinh doanh rất ấn tượng, thì do đó người ta sẵn sàng trả PE cao. Đó. Và người ta kỳ vọng rằng kết quả kinh doanh của Techcombank vẫn tiếp tục tăng. Yếu tố thứ hai, đây là một cái giai đoạn bùng nổ, nâng tầm cái vị thế của cổ phiếu Techcombank lên. Trước đây thì Techcombank được so sánh với MB, ACB, rồi là rất nhiều ngân hàng khác ngang hàng nhau, nhưng hiện nay người ta cho rằng Techcombank đã ngồi một mình một chiếu trên rồi so với các ngân hàng đó. Vị thế nó thay đổi hoàn toàn. Thậm chí người ta còn cho rằng Techcombank có thể vươn lên số 1 Việt Nam. Khi vị thế thay đổi thì tất nhiên định giá của nó cũng sẽ thay đổi. Rồi là cái tăng trưởng lợi nhuận của Techcombank rất mạnh mẽ, chính vì thế cái định giá PE của người ta cũng chả cao hơn. Bởi vì người ta kỳ vọng tương lai tăng trưởng lợi nhuận cao, thành ra nó sẽ giảm PE xuống trong tương lai. Tiếp theo là cái sự yêu thích cổ phiếu Techcombank. Nếu như cách đây khoảng hơn một năm chúng tôi đưa ra khuyến nghị cổ phiếu Techcombank thì bị chửi rất kinh khủng. Người ta cho rằng một cổ phiếu đây giảm giá 3 năm liền như thế này chỉ có giảm mua để làm gì. Người ta rất ghét nó. Nhưng mà ngày nay khi giá cổ phiếu tăng, khi vị thế doanh nghiệp thay đổi, khi mọi người hiểu về Techcombank hơn thì cái sự yêu thích Techcombank nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và nhận được sự quan tâm của rất nhiều các nhà đầu tư. Và khi cái sự yêu thích đó nó lên thì định giá của cổ phiếu được tăng cao. Bên cạnh đó thì gần đây cái khẩu vị yêu thích ngành ngân hàng nói chung nó cũng rất tốt, nó cũng thúc đẩy cái giá cổ phiếu tăng cao.
Ngoài ra, cái giai đoạn 2010 đến 2018, 17, 18 là cái giai đoạn các cái ngân hàng làm mới mình, các ngân hàng gọi là xây cho mình các cái quy trình hoạt động, sửa chữa những cái sai lầm trong quá khứ và tạo cho mình một cái hoạt động an toàn và hiệu quả hơn trong tương lai. Thì từ giai đoạn năm 2020 đến 2030 chúng tôi cho rằng sẽ là một giai đoạn bùng nổ về sự phát triển của ngân hàng, do họ đã trưởng thành lên một cái mức mới, ví dụ áp dụng Basel 2 rồi rất nhiều các cái tiêu chuẩn khắt khe nữa. Bên cạnh đó thì cái nền kinh tế Việt Nam được dự báo là sẽ bùng nổ trong cái giai đoạn này 2020-2030, thì ngân hàng vẫn là cái nơi cung cấp vốn chính cho các doanh nghiệp. Chính vì thế ngân hàng sẽ có sự tăng trưởng tốt. Thì đây là một cái giai đoạn mới của ngành ngân hàng. Do đó cái định giá cổ phiếu ngân hàng sẽ cao hơn. Và chúng ta thấy ở đây định giá của Techcombank đã cao nhất lịch sử rồi, hơn 13 lần. Hơn 13 lần. Trong khi có lúc đã rơi xuống còn có 5.5 lần. Mà thôi. Thì trên đây là những cái lưu ý của tôi về việc định giá PE áp dụng và đánh giá cổ phiếu. Và tôi xin tóm tắt lại như sau. Đầu tiên, đối với thị trường thì nó dựa vào chu kỳ kinh tế, dựa vào lãi suất, dựa vào kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của người thị trường, và cuối cùng dựa vào tỷ giá của thị trường. Đấy là trong dài hạn. Còn trong ngắn hạn, nó dựa vào cái tâm lý đám đông như thế nào và dựa vào các cái câu chuyện về thị trường. Còn đối với cổ phiếu thì PE phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là vị thế của doanh nghiệp như thế nào, tiếp theo là cái giai đoạn phát triển như nào, rồi đến cái sự yêu thích của công chúng đối với cổ phiếu ra sao, công chúng ra sao, vân vân. Thì trên đây là những cái yếu tố đánh giá về PE. Quý vị và các bạn quan tâm đến cái yếu tố PE này, hãy comment bên phía dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi, giao lưu với nhau. Xin chúc quý vị và các bạn có những cái kiến thức hữu ích áp dụng vào đầu tư hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại.